Thân ái chào các em. Chúng ta hôm nay thầy muốn ôn cho em chuyên đề thứ bảy, đó là cái chuyên đề về mũ và lốc. Thế thì thầy cung cấp cho các em một số dạng, thầy hạn chế lại thôi, tức là thầy chỉ xét đến cái bài toán mà nó có chứa tham số để xem thử chúng cái phương pháp giải chúng ta như thế nào. Chúng ta xem ví dụ thứ nhất. Giả thiết cho chúng ta như sau. Là cho cái phương trình 4 mũ x cộng 7 bằng 2 mũ x cộng 3 cộng m ạ. Tìm m mà để phương trình của chúng ta có nghiệm thuộc khoảng 1, 3. Thế thì ở đây chúng ta để ý với nhau. Phương trình chúng ta có 4 mũ x và 2 mũ x cộng 3. Như vậy thì ta nghĩ đến chuyện đặt ẩn số phụ như sau. Ta đặt t bằng 2 mũ x, đúng không nào? Như vậy thì lúc này có một cái sai lầm mà chúng ta thường rất gặp, đó là chúng ta nói ngay t của chúng ta là số dương. Điều đó không đúng, bởi vì ở đây giả thiết chỉ yêu cầu có nghiệm thuộc vào cái khoảng 1, 3 thôi. Nghĩa là x của chúng ta đi trong khoảng từ 1 đến 3, thì ta xem thử coi với điều kiện đó t của chúng ta đi trong khoảng nào. Mà chúng ta để ý thấy rằng cái hàm số 2 mũ x là hàm số đồng biến. Như vậy thì bất đẳng thức của chúng ta cũng không đổi chiều, cho nên chúng ta có được t của chúng ta như sau. X lớn hơn 1 thì t của chúng ta lớn hơn 2 mũ 2, 2 mũ 1 bằng 2. X của chúng ta bé hơn 3 thì t của chúng ta cũng bé hơn 2 mũ 3. 2 mũ 3 của chúng ta biết là bằng 8. Vậy thì lúc này phương trình đã cho trở thành cái gì? 4 mũ x đó là t bình phương bằng cộng 7. 2 mũ x cộng 3, 2 mũ 3 bằng 8 thì ta ra được là 8t. Thế rồi cộng cho m. Thế thì ở đây chúng ta vấn đề đặt ra là đi tìm m để cái phương trình mà chúng ta vừa mới biến đổi đó có nghiệm t thuộc khoảng từ 2 đến 8. Bằng cách là chúng ta sẽ rút m ra để mà chúng ta khảo sát hàm số. Vậy thì m bằng bao nhiêu? T bình phương 8t chuyển sang là trừ 8t rồi cộng 7. Chúng ta sẽ khảo sát hàm số y bằng t bình phương trừ 8t cộng 7. Chúng ta lấy đạo hàm, chúng ta ra được 2t trừ 8. Cho đạo hàm bằng 0, ta tìm ra được t bằng 4. Chúng ta lập một bảng biến thiên cho hàm số mà chúng ta vừa mới đặt. Thế thì ở đây y phết bằng 0 cho ta được nghiệm số t bằng 4. Và lưu ý với nhau rằng chúng ta chỉ khảo sát trên cái khoảng điều kiện của t, đó là từ 2 đến 8, tức là chúng ta có trong cái bảng biến thiên cần thiết phải xuất hiện số 2 và số 8. Thế thì khi t bằng 4 thì y phẩy của chúng ta bằng 0. Y phẩy của chúng ta là bậc nhất. Do vậy dấu bậc nhất là gì? Phải cùng trái khác, thì bên này là cộng, bên này là trừ, bởi vì a bằng 2 dương. Thế thì hàm số của chúng ta có đạo hàm âm thì hàm số giảm, đạo hàm dương thì hàm số đồng biến. Ta thế t bằng 4 vào trong cái biểu thức của hàm y bằng t bình trừ 8t cộng 4 thì ta tính được bằng là bao nhiêu? Trừ 9. Ta thế t bằng 2 ta có được bằng trừ 5. Ta thế t bằng 8 vào ta có được y bằng 7. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý rằng trong cái bảng biến thiên đó thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta sắp xếp làm sao cái số bé ở dưới và số lớn thì ở trên. Vậy thì bây giờ để cho phương trình này của chúng ta có nghiệm thì cái đường thẳng y bằng m chỉ cần có điểm chung với đồ thị của hàm số y bằng t bình phương trừ 8t cộng 7. Thế thì ở đây chúng ta có cái bảng biến thiên như thế này thì nhớ số bé ở dưới, số lớn ở trên để chúng ta đọc đáp số cho nó được thuận lợi. Thế thì lúc này muốn có điểm chung thì ta thấy m của chúng ta phải lớn hơn hay bằng trừ 9, và lưu ý rằng không thể bằng 7 được, bởi vì lúc này bằng 7 thì t bằng 8, t bằng 8 nó không có dấu bằng ở đây. Như vậy chúng ta đếm xem có bao nhiêu số nguyên thuộc vào cái nửa khoảng từ trừ 9 đến 7 thì chúng ta có được 16 số nguyên tất cả. Như vậy thì ví dụ 1 muốn nhắc nhở chúng ta như sau: mỗi khi chúng ta đặt ẩn phụ t thì chúng ta nhớ chúng ta cần thiết phải tìm điều kiện chính xác cho t. Vậy và muốn cho cái phương trình có nghiệm thì chúng ta có được cái giá trị m, chúng ta rút m ra và cái m của chúng ta nó sẽ di chuyển, nó còn chỉ cần có cái điểm chung với cái đồ thị, có nghĩa là chúng ta dựa vào cái bảng xét dấu, bảng biến thiên để mà chúng ta xem thử có khi nào nó có điểm chung, thì từ đó chúng ta có được đáp số của bài toán. Catch you.
chiều. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 2. Đó là bây giờ người ta không cho phương trình nữa, ta cho bất phương trình. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình 5 nhân 4 mũ x cộng cho m nhân cho 2 mũ x trừ 7 nhân 10 mũ x bé gần bằng 0 có nghiệm. Thế thì ở đây chúng ta quan sát bất phương trình của chúng ta xuất hiện có 4 mũ x, 25 mũ x và 10 mũ x. Thế thì giống như vừa rồi chúng ta sẽ cô lập m lại để chúng ta khảo sát hàm số. Muốn vậy thì chúng ta sẽ chia hai vế của bất phương trình cho 25 mũ x. Do 25 mũ x của chúng ta là số dương, do vậy mà khi ta chia bất đẳng thức của chúng ta không đổi chiều. Thế thì lúc này chúng ta sẽ được là 5 nhân cho 4 chia 25 mũ x. Chia 25 mũ x thì chúng ta chỉ còn lại ở đây là m, rồi trừ cho 70 phần 25, đơn giản bớt đi, đơn giản cho 5 thì chúng ta còn lại là 2 phần 5 mũ x. Và lúc đó 25 mũ x dương, bất đẳng thức không đổi chiều, chúng ta vẫn ra được bé hơn hay bằng 0. Chúng ta để quan sát hai cái mũ 4 phần 25 mũ x và 2 phần 5 mũ x thì gợi ý cho chúng ta đặt t bằng 2 phần 5 mũ x. Thì khi đó 4 phần 25 mũ x đó chính là t bình. Chúng ta quay trở lại đề bài, chúng ta thấy giả thiết không cho x thuộc vào đâu cả. Do vậy mà ở đây điều kiện chính xác cho t đó là t của chúng ta phải lớn hơn hẳn 0. Lúc này thì bất phương trình đã cho trở thành cái gì đây? 5t bình phương cộng m trừ 7t nhỏ hơn này bằng 0. Và chúng ta rút m ra để chúng ta chuẩn bị khảo sát thì ta có được m nhỏ hơn này bằng trừ 5t bình phương cộng cho 7t. Chúng ta xem cái hàm số sau đây, y bằng trừ 5t bình phương cộng 7t. Lấy đạo hàm ta có được trừ 10t cộng cho 7 và ta cho đạo hàm bằng 0. Ta giải ra ta có được t bằng 7 phần 10 và ta lập cho một cái bảng biến thiên. Với t bằng 7 phần 10 là nghiệm của phương trình y phải bằng 0 thì ở đây ta có được hàng phía trên là 7 phần 10. Và cũng đừng quên mất điều kiện cho t, đó là t lớn hơn 0, tức là ở đây chúng ta cần phải có số 0 và cộng vô cực. 7 phần 10 là nghiệm của y phải cho nên ngay tại đây bằng 0. Tương tự bậc nhất của chúng ta có dấu là phải cùng trái khác, mà a bằng trừ 10 âm, như vậy thì phải là dấu trừ và trái là dấu cộng. Đạo hàm mà dương thì hàm số đồng biến, và đạo hàm âm thì hàm số chúng ta nghịch biến. Ta thế những giá trị t bằng 0 và t bằng 7 phần 10 vào y bằng trừ 5t bình cộng 7t thì ta có ứng với t bằng 7 phần 10 thì y bằng 49 phần 20. Ứng với t bằng 0 ta thế vào ta có được y của chúng ta bằng 0. Và ta đi tìm lim khi t tiến đến cộng vô cực thì đây cái hàm bậc 2 cũng không khó, thì y của chúng ta tiến đến trừ vô cực. Thế thì ở đây xin lưu ý, ở đây là bất phương trình của chúng ta có nghiệm. Như vậy thì ở đây cái phần chúng ta chỉ cần một phần đồ thị y bằng trừ 5t bình phương cộng 7t, nhìn từ phải sang trái thành dấu lớn hơn, nằm phía trên cái đường thẳng y bằng m. Ta chỉ cần một phần thôi, đồ thị nằm phía trên chứ không cần toàn bộ. Như vậy đây là chúng ta hình dung ra được cái đồ thị. Ta chỉ cần một phần đồ thị nằm phía trên đường thẳng y bằng m. Như vậy thì chúng ta thấy m của chúng ta nó phải bé hơn nên bằng cái giá trị lớn nhất 49 phần 20. Nghĩa là chúng ta có đáp số là gì? M nhỏ hơn 49 phần 20. Bấm máy chúng ta có được 49 phần 20 nó bằng 2,45. Và có bao nhiêu số nguyên dương? Nguyên dương tức là vừa dương và nguyên. Như vậy chúng ta đếm, chúng ta thấy rằng chỉ có 2 số nguyên dương thỏa yêu cầu bài toán. Thế thì xin nói lại một ý nữa cho chúng ta nắm được vấn đề. Cái ví dụ 2 là bất phương trình có nghiệm thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đặt ẩn số phụ t, rồi sau đó chúng ta phải tìm điều kiện chính xác cho t, cô lập m lại,
khảo sát hàm số. Muốn bắt phương trình có nghiệm thì ta chỉ cần một phần đồ thị thôi. Nếu bé hơn thì nằm phía dưới, nếu lớn hơn thì nằm phía trên. Cái đường thẳng nằm ngang y bằng m. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-STA Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Bây giờ ta sang tiếp đến ví dụ thứ ba. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m mà thuộc khoảng từ 0 đến 10 để bất phương trình 4 log Neper x cộng 3 nhỏ hơn hay bằng x bình phương trừ x cộng m nghiệm đúng với mọi x lớn hơn không? Tức là vừa rồi là có nghiệm, còn ở đây là đúng với mọi x lớn hơn không? Hai cái chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Thế thì bây giờ chúng ta để ý thấy như sau. Do x của chúng ta là số dương cho nên chúng ta bảo đảm rằng log Neper của x cộng 3 luôn luôn tồn tại. Và cũng thế, từ bất phương trình của chúng ta rút m để chúng ta khảo sát bằng cách chúng ta chuyển x bình phương trừ x sang vế trái. Thì lúc này bất phương trình đã cho của chúng ta trở thành như sau. 4 log Neper x cộng 3 chuyển màu vàng sang trái, ta được trừ x bình phương cộng x nhỏ hơn hay bằng m. Và chúng ta xem cái hàm số y bằng vế trái của bất phương trình. Chúng ta lấy đạo hàm, chúng ta có được gì? Y phẩy bằng 4 là hằng số để lại, log u đạo hàm bằng u phẩy chia u, u phẩy bằng 1 chia u là x cộng 3. Đạo hàm của trừ x bình phương cộng x ra được trừ 2x cộng 1. Ta quy đồng mẫu số và ta thu gọn thì ta có được là trừ 2x bình phương trừ 5x cộng 7 chia cho x cộng 3. Ta cho đạo hàm của chúng ta bằng 0, nghĩa là tử số bằng 0. Chúng ta quan sát tử số của chúng ta có dạng là A cộng B cộng C. Bằng 0 thì có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C trên A, tức là bằng trừ 7 phần 2. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với x dương thì đương nhiên x bằng trừ 7 phần 2 này của chúng ta sẽ không lấy. Do vậy mà chúng ta lập cái bảng biến thiên như sau. Chúng ta có một giá trị giữ lại, đó là x bằng 1 thôi, trừ 7 phần 2 không giữ bởi vì âm. Và ở đây chúng ta có được điều kiện, đó là x của chúng ta lớn hơn 0, tức là x đi từ 0 đến cộng vô cực, ở đây là 0. Chúng ta xét dấu biểu tức y phẩy thì tử số, mẫu số của chúng ta đã dương rồi, do x dương. Như vậy tử số của chúng ta, dấu của nó là gì? Bậc 2 trong trái ngoài cùng, trừ 7 phần 2 ta tưởng tượng nó nằm ở đây. Vậy ở trong trái là đây là trừ, là cộng, ở ngoài cùng là trừ. Như vậy ở ngoài cùng là trừ và trong trái là cộng. Và đạo hàm dương thì hàm số đồng biến, đạo hàm âm hàm số nghịch biến. Ta thế như giá trị x bằng 0 và x bằng 1 vào trong biểu thức. Ta có được x bằng 1 thế vào 4 log 4, 1 trừ 1 hết. Ta thay 0 vào ta có được 4 log 0, ở đây 0 trừ 0 hết luôn. Như vậy đây chúng ta được là 4 log 3. Khi x tiến đến cộng vô cực thì chúng ta đi tìm lim
của y khi x tiến đến cộng vô cực thì cũng không khó để tính chúng ta ra được trừ vô cực. Thế bây giờ để nghiệm đúng với mọi thì xin lưu ý rằng toàn bộ cái phần đồ thị này bé hơn m, tức là toàn bộ đồ thị phải nằm hoàn toàn phía dưới hoặc là cùng nắm là tiếp xúc với đường thẳng y bằng m, toàn bộ đồ thị nằm phía dưới. Còn vừa rồi có nghiệm bất phương trình, có nghiệm ta chỉ cần một phần, còn đây toàn bộ đồ thị phải nằm phía dưới thì mới ứng với cái câu hỏi là nghiệm đúng với mọi x. Nghiệm đúng với mọi x là toàn bộ, còn có nghiệm là một phần. Như vậy thì muốn cho toàn bộ của chúng, toàn bộ đồ thị nằm phía dưới thì m của chúng ta, cái giá trị m này của chúng ta nó phải lớn hơn cái giá trị lớn nhất của hàm số, nghĩa là chúng ta có được m lớn hơn hay bằng 4 log b của 4. Ta bấm máy đã có được nó gần bằng 5,5. Lúc này ta đếm những giá trị nguyên thuộc khoảng 0,10 với m lớn hơn 5,5 thì ta có 4 giá trị nguyên tất cả. Như vậy thì xin muốn dừng lại ở đây một chút để chúng ta nói với nhau về bất phương trình có nghiệm thì ta nhớ một phần đồ thị, còn bất phương trình đúng với mọi x thì chúng ta nhớ câu văn là toàn bộ đồ thị, nhỏ hơn thì nằm phía dưới, còn lớn hơn thì nó nằm phía trên. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ tư. Giả thiết cho chúng ta như sau. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m mà thuộc khoảng 0,10 để phương trình 2 mũ x trừ 1 bằng log cơ số 4 của x cộng 2m cộng m có nghiệm. Thế thì đây là một phương trình. Thế thì như ví dụ 1 thì chúng ta sẽ cố gắng rút m để chúng ta khảo sát hàm số. Nhưng rõ ràng đối với bài toán này thì chúng ta thấy m không rút ra được. Mà nếu có rút được m đi chăng nữa thì nó cũng ra được một cái biểu thức của một hàm số rất phức tạp, mà để khảo sát hàm số phức tạp đó thì chúng ta thấy quá khó. Thế thì lúc này chúng ta sẽ không làm công việc đó nữa, mà chúng ta sẽ giải quyết một con đường khác như sau. Ta sẽ biến đổi lại cái phương trình của chúng ta như sau. 2 mũ x trừ 1 ta đổi lại thành 2 mũ x chia 2. Còn log cơ số 4 ta đưa số 4 ra bằng 2 bình phương, và ta đưa ra ngoài ta có được 1 phần 2 log cơ số 2 của x cộng 2m cộng m mà chúng ta viết lại ở đây. Chúng ta thấy quy đồng mẫu số cho 2 thì chúng ta có được cái gì? 2 mũ x bằng log cơ số 2 của x cộng 2m, 2 nhân lên m mà ta có được cộng 2m. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ lại làm tiếp như sau. Chúng ta đặt ẩn phụ. Chúng ta sẽ đặt t bằng log cơ số 2 của x cộng 2m. Như vậy thì chúng ta thế vào trong phương trình của chúng ta thì chúng ta được cái gì ở đây? 2 mũ x bằng t cộng 2m. Và đây với t bằng log cơ số 2 của x cộng 2m mà thì ta có được x cộng 2m của chúng ta sẽ bằng 2 mũ t, đúng không nào? Vậy thì ở đây trong cái hệ này chúng ta ra được một cái hệ phương trình này. Chúng ta lấy vế cộng vế thì chúng ta thấy ngay chúng ta đơn giản được cho 2m. Thì lúc này chúng ta có được là 2 mũ x cộng x bằng vế phải của chúng ta bây giờ được là t, 2 mũ t cộng t. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái quy luật của vế trái và vế phải giống nhau. 2 mũ x cộng x rồi vế phải là 2 mũ t cộng t. Do vậy chúng ta nghĩ đến cái hàm số sau đây để chúng ta khảo sát. Ta xem hàm số FU đúng theo quy luật của vế trái và vế phải, nó là 2 mũ U cộng U. Thế thì chúng ta thấy 2 mũ U là hàm số đồng biến. U của chúng ta cũng là hàm đồng biến. Tổng của hai hàm số đồng biến là hàm số đồng biến. Vậy FU là hàm số đồng biến, cho nên vế trái của chúng ta nó chính là FX. Và vế phải của chúng ta nó chính là FT. Do F đồng biến cho nên FX bằng FT dẫn đến được x bằng t. Chúng ta có được x bằng t rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thế x bằng t vào một trong hai phương trình này của chúng ta. Chúng ta muốn thế vào phương trình nào cũng được. Ví dụ chúng ta thế vào phương trình trên thì ta có được cái gì? 2 mũ x bằng x cộng 2m. Và đến đây rồi thì rõ ràng chúng ta cái việc rút m để khảo sát không còn khó, thì ta có được ngay 2m bằng 2 mũ x trừ x. Thay với lúc m thì lúc 2m nó vẫn thuận lợi hơn. Và lúc này chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số nào? Y bằng 2 mũ x trừ x. Chúng ta lấy đạo hàm.
ta có được đạo hàm của 2 mũ x bằng 2 mũ x log nơ ba của 2, đạo hàm của x bằng 1. Ta cho đạo hàm của chúng ta bằng 0, thì chúng ta rút ra được 2 mũ x bằng 1 chia log nơ ba của 2. Như vậy ta có được x bằng log cơ số 2 của 1 chia log nơ ba của 2. 1 chia A ta nghịch đảo lên thì có dấu trừ xuất hiện như chúng ta thấy ở trên màn hình. Như vậy đó, từ đó chúng ta bấm máy thì chúng ta thấy cái giá trị của trừ log cơ số 2 của log nơ ba của 2 nó gần bằng 0,5. Chúng ta thiết lập một bảng biến thiên cho hàm số. Chúng ta có khi x bằng trừ log nơ ba log cơ số 2 của log nơ ba 2. Và ở đây x của chúng ta thấy rằng cái hàm y bằng 2 mũ x trừ x nó tập xác định là r, cho nên x di chuyển từ trừ vô cực đến cộng vô cực. Thế thì ngay tại cái giá trị này thì y phải bằng 0. Bây giờ muốn xét dấu ở đây 0,5, chúng ta tưởng tượng chỗ này 0,5 muốn xét dấu, ta thế một cái giá trị vào cái khoảng này, cái khoảng từ 0,5 đến cộng vô cực ta có giá trị x bằng 1, ta thế vào y phết. Ta thấy x bằng 1 vào đây thì ta có được log 2, log nơ ba của 2 trừ 1, log nơ ba của 2 trừ 1. Thì ta thấy rằng nó là một con số dương. Như vậy thì phép cái trong cái khoảng này của chúng ta dương. Và qua nghiệp đơn đổi dấu thành âm. Và y phẩy âm thì hàm số của chúng ta giảm. Đạo hàm dương thì hàm số của chúng ta đồng biến. Ta thế vào ta có được cái trừ log cơ số 2 của log 2, ta thế vào cái biểu thức y bằng 2 mũ x trừ x đó, ta bấm máy thì ta thấy nó gần bằng 0,9. Và ta đi tìm giới hạn khi x tiến đến trừ vô cực cộng vô cực của y, thì khi đó y của chúng ta tiến đến cộng vô cực. Như vậy muốn có nghiệm, muốn cho phương trình của chúng ta có nghiệm, thì 2m của chúng ta chỉ cần lớn hơn hãy bằng gần bằng cái số 0,9 này. Ở đây chúng ta ghi 2m lớn bằng 0,9, thực sự ra không được chính xác lắm mà nó gần bằng 0,9 thôi. Và từ đây dễ dàng chúng ta tìm được m lớn hơn hay bằng 0,45. Và ta đếm xem có bao nhiêu số nguyên thuộc cái khoảng từ 0 đến 10 thì cũng không khó. Chúng ta có 9 số nguyên tất cả đó. Thế thì chúng ta thấy qua cái ví dụ số 4 thì cũng vậy, chúng ta muốn tìm m để phương trình có nghiệm hoặc bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x thì chúng ta cô lập m lại. Nếu không cô lập m lại thì qua ví dụ thứ tư cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta đặt ẩn phụ. Rồi qua ẩn phụ đó chúng ta cũng cô lập m ra để mà chúng ta khảo sát hàm số. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ 5. Chúng ta đề bài yêu cầu như sau: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số A thuộc khoảng 1 đến 10 để bất phương trình x
mũ A nhỏ hơn hay bằng A mũ X đúng với mọi X, đây là một bất phương trình. Đúng với mọi tức là toàn bộ đô thị như vừa rồi chúng ta mới bàn với nhau đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lấy log nơi b hai vế của cái bất phương trình đã cho, thì chúng ta có được log nơi b của x mũ a nhỏ hơn hay bằng log nơi b của a mũ x. A ta đưa ra ta có được a log nơi b x nhỏ hơn x log nơi b của a. Với a thuộc khoảng từ 1 đến 10 thì cái a này của chúng ta là số dương, và x lớn hơn a thì x này của chúng ta cũng là số dương. Như vậy ta chia hai vế cho x bất đẳng thức không đổi chiều và chia hai vế cho a bất đẳng thức của chúng ta không đổi chiều. Và chúng ta lưu ý với nhau rằng log db của a chia a này là một hằng số. Như vậy thì chúng ta chỉ cần khảo sát hàm số y bằng log db của x chia x. Chúng ta lấy đạo hàm thì chúng ta có được f phẩy bằng u chia v đạo hàm bằng u phẩy v. U phẩy là 1 chia x, v là x. Trừ cho v phẩy u, tất cả chia cho v bình phương. X đơn giản đi thì chúng ta thu gọn lại, chúng ta còn lại 1 trừ log db của x chia cho x bình phương. Chúng ta để x ra ý rằng x lớn hơn hay bằng e. Như vậy thì log db của x sẽ lớn hơn hay bằng 1. Như vậy thì f phẩy của chúng ta còn là một số bé hơn hay bằng 0. Và chúng ta có một cái bảng biến thiên như sau. Chúng ta có ở đây x bằng e cho đến vô cực. Và ở đây thì dễ dàng thấy được rằng f phải luôn luôn là số âm và hàm số của chúng ta lệch biến. Thế thì x bằng e ta thế vào ta có được f e. X bằng cộng vô cực, x tiến tới cộng vô cực thì log x chia x chúng ta lưu ý rằng nó tiến tới về số 0. Như vậy thì bây giờ muốn cho toàn bộ đồ thị phải nằm phía dưới cái đường thẳng y bằng log a chia a thì ta phải có log a chia a nó phải lớn hơn hay bằng fe. Mà ta có được fx bằng log x chia x, như vậy thì log a chia a chính là fa. Đúng không nào? Fa lớn hơn bằng fe mà ta thấy rằng f của chúng ta làm số giảm. Do đó mà ta có được a của chúng ta phải bé hơn e. Như vậy thì chúng ta có, ta đếm xem có bao nhiêu số a, số a đó để mà nó thuộc cái khoảng này thì chỉ có đúng một số thôi. Và như vậy thì vừa rồi chúng ta thầy giới thiệu cho các em 5 ví dụ, thông qua đó nó chứa tham số để hy vọng chúng ta ôn tập được cho tốt. Bài học đến đây là chấm dứt. Thầy thân ái chào các em.